bên mặt nó khô khô em không nói chuyện chuyện với chồng nghe tôi tạm qua người ta mới bị chi nó sự tội gì không nếu mà bị chặt tay hả không qua đây mà chặt tay là qua đi chào kho đâu chặt tay đâu cái chặt người ta là đi chào kho thì mới chứ để là không có được á đó mà chặt là coi như chặt ta là phải lấy chào cái tay á không cân hơn không cái tay chơi không không tay ok mà không cân cân thì chặt ta là phải lấy chào tốt chứ là nghĩ đâu thấm vô rồi nhất luôn mà các bạn mấy cái chị lên nhà làm ăn bạn có lên không lên chị này nói màu da màu cũng phải nó cũng cầu nó tao đây xem thấy mà nhỏ tay với tay dừng lại mình á nhỏ nó lên thấy gì gì nó mà chả đâu có gì cái gì cái gì cái gì nó thấy cái gì mình nhỏ ta không chú sạp chú dưới mà mình quên ghé qua chạy hả mình đi mình đến chặt chặt mặt tôi chứ mình đi đâu có là đâu gặp lại đâu không có biết gì đâu.